Thưa bà con, hôm nay tôi xem trên một cái chương trình giới thiệu về con rối ma đào Thái Lan. Và cái chương trình đấy có rất nhiều cái kỹ thuật mà tôi xem xong tôi ức chế, tôi không biết là giải thích như thế nào. Vì kỹ thuật đấy không chuyên sâu mà đã chưa từng va chạm. Bà con nếu áp dụng cái công thức này mà nuôi ấy, tôi thề với bà con là bà con chịu phá sản sớm nha. Không thì thanh lý lại sớm cho tôi để tôi nuôi. Một số cái kỹ thuật mà người ta giải thích cho bà con. Thứ nhất là cách nhận biết cái con rối ma đào Thái Lan này là nó động đực là nó phải kêu. Thứ hai là ghép đực, là ghép một con đực với hai con cái đang động đực. Thứ ba là ghép đực xong thì tách ra là lại bê con cái sang một cái chuồng bé để cho nó đẻ. Thứ tư là tách con, lúc tức là cái con nó lớn rồi bắt đầu thả ngô và nó ăn được ngô là tách. Thứ năm là rúi ma đào Thái Lan béo quá là lũ. Thứ sáu chính thức ăn chính của nó là mía. Thứ bảy là chỉ ăn được che bánh tỉa. Thứ tám này, đấy là chỉ ăn ngô bột với cơm trộn là đủ chất dinh dưỡng và để cho con ma đào phát triển. Và cuối cùng là trị tiêu chảy bằng cách cho ăn cành chia non hoặc cái ngọn lá chia non, tức là cái cành bé đấy. Tôi cực kỳ xả phản bác những cái lý luận như thế này. Vì kỹ thuật đấy không chuyên sâu mà đã chưa từng va chạm. Những kỹ thuật tôi đọc cho bà con đấy là bà con nếu áp dụng cái công thức này mà nuôi ấy, tôi thề với bà con là bà con chịu phá sản sớm nha. Không thì thanh lý lại sớm cho tôi để tôi nuôi. Đấy, chứ đừng có nuôi làm gì. Đấy, thế thì hôm nay tôi sẽ phổ biến lại 9 cái chuyên đề về kỹ thuật chăn nuôi rối ma đào Thái Lan này hoàn toàn khác với người ta. Bà con thì theo dõi cùng với tôi là chúng ta sẽ bước vào một chuyên mục đầu tiên, đây là rối ma đào Thái Lan béo quá là lũ. Và sau đây bà con sẽ nhìn trực tiếp một con rối ma đào Thái Lan như thế nào là béo quá và như thế nào là lũ. Đây bà con có thấy trực tiếp con rối mẹ ma đào Thái Lan đây. Đấy. Con này gọi là con béo nhất trong những cái đàn rồi. Bà con phải nhận biết đây này. Con rối ma đào Thái Lan không bao giờ nó béo, không bao giờ nó có mỡ nên đến cái lúc mà nó không đẻ được. Đấy. Con này là hiện giờ đang nuôi 4 con non chuẩn bị tách đây đúng không ạ? Nó con rối ma đào muốn nhận biết nó lú ấy, thì tôi nuôi rối ma đào Thái Lan lâu lắm tôi chưa thấy con nào lú cả. Con rúi có béo thì nó mới phát triển được, nó phải rơi vào 4 đến 5 cân rưỡi. Đến 6 cân thì nó mới phát triển. Đây là cứ 2 cân rưỡi là đẻ rồi là không phải nhá. Đây hoàn toàn không phải rúi ma đào Thái Lan. Mà người ta đang nói một cái đánh cháo một khái niệm từ rúi Lào sang rúi ma đào Thái Lan. Đấy, tức là đem rúi Lào về để nói là tôi bán rúi ma đào Thái Lan, tôi không nuôi béo. Tôi không nuôi béo để cho nó to lên, nó to béo quá là nó không đẻ. Chính vì thế khi con rúi ma đào Thái Lan cứ phải 3 cân rưỡi đổ lên nó bắt đầu sinh sản. Mà nó đúng tuổi sinh sản nó phải 4 cân, 5 cân, 6 cân. Đấy nên không có khái niệm béo quá lú nhé. Thì con ma đào Thái Lan ông có cho ăn nhiều thế nào thì không bao giờ nó béo quá được hết. Mà tuổi sinh sản của nó là nó rơi vào 4, 5, 6 kg nhá. Còn nếu mà đến người ta bảo 2 cân rưỡi mà đẻ được không phải. Đây bà con nhìn trực tiếp đấy. Một cái chủ đề thứ hai nữa khi là tôi phản biện lại cái video người ta đem kỹ thuật nuôi như này. Tức là nhận biết rúi ma đào Thái Lan là nó động đực là nó kêu. Thưa bà con rúi không biết kêu. Căng lắm thì nó chỉ gọi là tranh thức ăn nó kêu gọi là nó tranh ăn tranh uống, nó tranh chỗ nằm thôi. Chứ không ngó rúi ma đào Thái Lan là nó con rúi kể cả con rúi mốc thì thế, con rúi gì thế làm gì có chuyện động đực để kêu không có nhá. Đúng là con có những cá thể nó cào chuồng, nó phá chuồng, nó tìm cách ra ngoài. Nhưng con rúi ma đào Thái Lan hoặc con rúi mốc không bao giờ kêu. Và nó động đực ấy là khi con rúi nó thấy hiện tượng nó ăn ít này, thứ nhất này, thứ hai cào chuồng này, thứ ba phá chuồng này, thứ tư là chúng ta nhận biết cách đơn giản nhất là con rúi nó đã phải trên 10 tháng tuổi đến 1 năm. Chúng ta nhìn xem là con đấy bắt đầu vào lứa đầu thì nó xách cái đuôi lên. Đấy, rồi tôi sẽ trực tiếp đi cho bà con để chúng ta xem là nó động đực như thế nào. Khi mà động đực là vú có màu hồng. Được đực rồi sẽ có màu đỏ. Và chuẩn bị đẻ là sẽ có màu đỏ nhưng sẽ căng lên, dài ra, to ra. Vấn đề thứ ba đấy là ghép đực thì có thể ghép được một con đực với hai con cái đang động đực. Cái này tôi chưa làm bao giờ.
Đấy, mà hiện nay công nhân kỹ thuật của hợp tác xã chúng tôi nuôi như thế là gần như là pha nhau chết hết. Tại sao con thú mã đào rất to, nó 5-6 cân mà chúng nó cùng đồng được một lúc, mà ông ghép một con được với hai con cái này không có thịt ăn thì tôi hứa với bà con là tôi tặng bà con luôn. Vì nào? Nó không bao giờ xảy ra cái hiện tượng là chúng nó chịu ở trong chuồng ba con như thế đang động được. Cái tay bàn tay của tôi đặt vào cái lưng nó chỉ mới gọi là một góc, thấy chưa? Và mới có một góc thôi. Thế còn bên dưới này còn khoảng tầm 50 phân nữa, bà con biết là độ to như nào. Đây, nhìn xa ra là bà con thấy. Còn cái thứ tư ấy, người ta hướng dẫn chúng ta là ghép đực xong 7 ngày con cái được đực tách ra. Xin lỗi bà con, chưa chắc 7 ngày lại được, nên chúng ta không thể tách như thế được. Khi nào chúng ta bắt con cái lên đấy, và con cái vú nó chuyển sang màu hồng mà căng, thì lúc đấy mới được đực. Đấy, thì mới được. Và cái họ hướng dẫn tiếp theo là ghép vào một chuồng thật to. Đấy, xong bắt đầu là được rồi, 7 ngày bắt con cái sang cái chuồng bé thì con cái sinh sản. Xin lỗi bà con, sai hết. Tôi nói bà con, chúng ta chỉ được phép bắt con đực ra khỏi cái chuồng vừa ghép, chứ không bao giờ được bắt con cái. Tại sao? Con cái khi mà nó đánh dấu cái lãnh thổ này là lãnh thổ của nó để nó sinh sản, mà chúng ta bắt nó ra một cái chuồng mới toanh, nó phát hiện ra đây không phải chuồng của nó, sau khi lứa con đẻ ra nó sẽ có ba hiện tượng: một là cắn con, hai là không cho con bú, ba nữa là nó sẽ bị chết và nó sẽ bị sảy thai trước khi là chúng ta nuôi. Chính vì thế cái người mà hướng dẫn chúng ta là tách con cái ra khỏi cái chuồng con đực là không phải, chúng ta phải tách đực ra để nguyên con cái lại cái chuồng đấy. Đấy, đấy chính là kỹ thuật ghép sinh sản bà con. Khi mà cái thời gian tách con cái con non ấy là mùa ngô vào là con non nó ăn được ngô là chúng ta tách con ra, sai hoàn toàn. Thưa bà con dúi con sau 20 ngày là bắt đầu mở mắt, và mở mắt là tập ăn với bố mẹ rồi. Bà con cho ngô, cho khoai, cho sắn, cho chia, cho mía vào nó đều ăn được hết. Và bắt đầu nó đã bắt đầu ăn rồi. Đến 30 ngày là ăn thảo rồi. Nhưng chúng ta không thể làm, chúng ta không thể cứ nhìn thấy nó ăn chúng ta tách được. Nó phụ thuộc thứ nhất là về cái lứa sinh sản đấy. Nếu đẻ từ 6 đến 8 con chúng ta 60 ngày bắt đầu tách. Vì sao? Nó đẻ nhiều thì con nó chậm lớn hơn, lượng sữa mẹ không đủ. Và nếu đẻ từ 4 đến 5 con thì chúng ta khoảng tầm 45 đến 50 ngày chúng ta tách được rồi. Mời bà con theo tôi để chúng ta xem là nhìn con dúi như thế nào để tách. Mời bà con. Vâng, bây giờ tôi sẽ bắt một cái con non ra để xem bà con biết là khi nào chúng ta cần phải tách. Đây, con này nó được khoảng tầm hơn 3 lạng. Đây chính là con non tôi vừa bắt ra của con mẹ 5 con. Thế thì muốn tách được là chúng ta đầu tiên chúng ta phải dựa vào ngày tuổi. Đối với con mẹ nuôi 5 con như thế này thì tầm 40 đến 45 ngày đến 50 ngày là trong vòng 10 ngày đấy là chúng ta có thể tách được rồi. Nhưng đầu tiên chúng ta phải bắt lên chúng ta xem cái răng. Đây, bà con nhìn thấy răng này. Đấy, chúng ta sẽ xem kỹ cái răng nhé. Và cái răng dưới này, răng này là có hiện tượng ngã vàng rồi. Tức là những con dúi nó đã chuyển răng thành màu vàng là chúng ta tách. Còn những con dúi mà răng vẫn đang còn màu trắng sữa là chúng ta không tách được. Đấy, nó ăn rất tốt. Tôi thề với bà con bỏ vào cái gì nó ăn cái đấy. Nhưng mà nếu cho răng trắng sữa, tức là khi men răng nó chưa hình thành độ chắc, thì khi cho ra ngoài một số thức ăn nó chưa thể chắc được, nó vẫn đang cần lượng sữa mẹ. Chính vì thế chúng ta không tách được. Những kỹ thuật này nếu như mà phổ biến và không kỹ thì bà con tách con sớm quá là đâm ra là con nó bị chột, nó chết và nó không thể sống được. Đối với những con nếu chúng ta mà để lại làm sống giống nữa sau, chúng ta có thể để 70 ngày, 80 ngày chúng ta tách là một chuyện bình thường. Còn những con chúng ta tách ra chúng ta như thịt ấy, là chúng ta có thể tách được luôn trong vòng. Con này là đang rơi vào khoảng hơn 40 ngày là tách được rồi. Vấn đề số 6, đấy là người ta phổ biến với bà con chỉ cần cơm trộn với bột ngô. Cơm nguội trộn bột ngô là đủ chất dinh dưỡng để cho sinh sản. Không phải, tôi hứa với bà con không phải. Tại vì thế này, một con dúi mã đào cái cơ thể nó to như thế, nó nặng như thế, và nó cần nó đẻ từ 6 đến 8 con ạ. Thì lấy chất dinh dưỡng cơm là gì? Cơm phân tích ra nó là đường, bột và một số vitamin. Đấy, ngô cũng là đường, bột và một số loại vitamin, chả khác nhau gì cả. Cơ thể nó cần những thứ này này, đường bột,
canxi, sắt, kẽm, đấy gọi nguyên tố vi lượng, đúng không ạ? Một cái nữa, đấy là vitamin, chất xơ, đấy. Đặc biệt là cái nguyên tố vitamin này, canxi này, sắt rất là quan trọng. Vì sao? Nếu mà con trong cái lượng thức ăn không có sắt thì cái con rúi, cái miên răng của con rúi có màu đỏ này chính là màu sắt của nó. Và răng của nó là ngày nào nó cũng càm để cây tre này, để cho cái cây tre nó, cái răng nó ngắn đi thì nó cần bổ sung một lượng sắt canxi trong người rất là nhiều. Nếu chúng ta không bổ sung đủ cái chất dinh dưỡng đấy thì nó làm gì có chất cái nguyên tố vi lượng để mọc răng ra, dần dần nó sẽ chết. Đấy, bà con nên nhớ, bà con phải trộn những cái chất như cơm này, cám viên này, cám viên của gà, của heo này. Đấy, trong đấy cám viên nó sẽ đầy đủ chất nguyên tố và bổ sung cái vi lượng vitamin định kỳ này. Đấy, bột chia này, tại sao phải trộn bột chia vào trong quá trình ăn thì có thêm bột chia để sẽ tiêu hóa này, nó là chất xơ nó đi ra này. Đấy, và nó lại có thêm sữa bột thành phần này. Nhưng nói chung là những cái này nó dài, nếu bà con mà có quan tâm thì đến tận hợp tác xã kỹ thuật của công ty tôi sẽ hướng dẫn bà con cơ bản. Đấy, và cái vấn đề tiếp theo nữa, đấy, thức ăn chính của nó đấy là mía. Vì sao người ta nói là mía bị ngoại là thức ăn chính của nó? Xin lỗi bà con, mía ở công ty tôi một tuần chỉ ăn 2 bữa thôi. Vì sao? Mía nó cũng giống như con người chúng ta, ăn quá nhiều mía nó thừa lượng đường ở trong người, nó sẽ đi đái nhiều, thận nó sẽ yếu và nó sẽ bị suy nhược cơ thể do chứa quá nhiều đường, cơ thể không đào thải được, thận không đào thải được, gan không đào thải được, nó là một chất độc nếu cho nhiều. Chính vì thế chúng ta thay mía bằng cỏ voi ạ. Nếu chúng ta nói nó ở trong rừng nó làm gì có mía mà nó ăn rễ cây chứ. Chính vì thế một tuần chỉ được 2 bữa mía và 3 bữa cỏ voi là 5 bữa. Đấy, còn bữa còn 2 bữa còn lại, nếu bà con có cái gì cho ăn không thì chúng ta cho bằng cỏ voi được, hoặc thêm một bữa mía là 3 cũng được. Chúng ta không nên cho ăn nhiều, nếu mà cho ăn nhiều quá là hỏng hết đường ruột, con rúi dần dần sẽ ốm mà chết, lông xù, đến mà con rúi lông xù lên là hỏng rồi. Đấy, và cái vấn đề tiếp theo nữa là con rúi ma đảo chỉ ăn được chia bánh tỉa, không ăn chia giả, không ăn chia non. Xin lỗi bà con, sai nhá. Con rúi ma đảo nó to 5-6 cân, cái răng nó to bằng 2 cái đầu ngón tay này đấy ạ, nó cứng như que thép 6 luôn. Đấy, bà con xem trực tiếp này, tôi sẽ giải thích cho bà con này. Bà con có thể thấy nhá, đấy, trong chuồng chúng tôi này, đây chính là cái loại chia giả nhất. Đấy, chia này là chia dành cho con rúi to này. Đấy, còn những con rúi con này đấy, nó sẽ ăn những cái cành chia con đấy, nhặt những cái cành chia con lên. Đấy, cành cái chia con chĩa ra chia bánh tỉa. Đây chính là về chia bánh tỉa để dành cho rúi con. Đấy, bà con thấy cái chuồng rúi con chưa? Đấy, chính vì thế bây giờ tôi sẽ nhắc lại bà con, rúi ở tuổi nào cho ăn chia loại đấy. Rúi con chưa tách mẹ và vừa tách mẹ, trong vòng 4 tháng đầu là ăn những cái cành chia tay chia bằng 5 đầu ngón tay. Đấy, bà con nên ghi nhớ như thế. Thứ hai là rúi nhỡ rồi từ 1 cân đổ ra đến 3 cân là có thể ăn chia bánh tỉa. Thứ ba là con rúi khi mà trưởng thành nó là bố mẹ rồi, chia già vẫn ăn được rồi. Khổ lắm, nếu bà con lấy chia bánh tỉa thì lấy đâu ra cái con rúi ma đào nó ăn một ngày là khoảng tầm 20 phân chia già bằng 20 phân to bằng cái bắp tay này nhá. Nếu trong chuồng bà con có 100 con như thế, bà con lấy đâu ra chia bánh tỉa cho nó ăn? Bắt buộc phải ăn chia già, không sao cả, nó vẫn phát triển và đẻ ầm ầm lên thôi. Như thế là sai, kỹ thuật như thế là phá sản hết. Đấy, tiếp theo nữa là cái này tôi nói bà con, cái này là tôi cực kỳ phản đối và cực lực phản đối này. Làm gì có chuyện này trị tiêu chảy bằng cách để cho ăn cái cành chia non, cái tay chia non và cái ngọn chia non đấy ạ, cái nọ ngọn cái tay cành cái tay đấy. Xin lỗi bà con, không có cái nhà bác học nào mà bảo bị ốm mà lại dùng cái phương pháp là lấy cái chia này cho ăn là khỏi, là hết tiêu chảy mấy hôm sau là phần nó đẹp lại là nó được. Xin lỗi bà con nhé, tại có thuốc. Và thuốc gì thì nó có rất nhiều loại thuốc để trị bệnh. Thứ nhất là con rúi bị viêm phổi, và viêm phổi nhẹ nó cũng chuyển sang tiêu chảy, riêng viêm phổi giai đoạn cuối nó chuyển sang tiêu chảy. Thứ hai, nó bị sốt, bị cắn nhau cũng chuyển sang tiêu chảy. Thứ ba là bị tiêu chảy thông thường do thức ăn là cũng gọi là tiêu chảy. Tóm lại
cái đường ruột, đường tiêu hóa của con rúi nó bị ảnh hưởng từ những cái nguyên nhân khác của cơ thể. Chính vì thế, bị nguyên nhân nào là chúng ta phải khắc phục từ đầu nguyên nhân đấy. Thì viêm phổi phải tiêm thuốc viêm phổi thì nó mới khỏi được viêm phổi và nó mới giải quyết được tiêu chảy. Muốn gọi tiêu chảy chúng ta đồng thời phải tiêm viêm phổi và cho uống thuốc tiêu chảy. Thứ hai, thực hiện thông thường chúng ta chỉ cho uống thuốc thông thường nhưng sao chúng ta cho ăn cành tre mà khỏi được. Tôi chưa bao giờ thấy cái hiện tượng đó bao giờ. Vì sao? Khi bị tiêu chảy thông thường là nó phải có cái nguyên nhân tiêu chảy, tức là nó có một cái lượng vi khuẩn độc tố ở trong bụng. Mà cái con vi khuẩn này muốn chết đi thì chúng ta phải thuốc tiêu diệt nó thì nó mới hết tiêu chảy được. Đúng không? Đấy. Cái tiếp theo nữa đấy là nó sốt nó dẫn sang tiêu chảy, chúng ta ghép đôi chẳng hạn. Như cái nguyên nhân lúc nãy các vị bảo là cho hai con cái đang động đực ghép như một con đực nhảy phát là đổ hai con, xin lỗi bà con ấy. Nếu trường hợp nó cắn nhau ấy, là nó chuyển sang sốt tiêu chảy. Nó sốt là phân nó sẽ phải lỏng ra, nó tiêu chảy, thế là chúng ta phải tiêm kháng sinh, đúng không ạ? Phải tiêm B-complex thuốc bổ cho nó khỏi được cái đấy, nó khắc phục tiêu chảy. Chứ cho ăn chia mà khỏi nha, xin lỗi bà con không ngon. Chính vì thế này, những cái kênh chính thống bà con nên xem xét. Và ví dụ như bây giờ có một số kênh đài báo họ đưa tin quảng cáo những cái trang trại ấy. Và những cái trang trại đấy thì cứ mang rúi về bán thôi, có biết là nuôi như thế nào đâu. Đấy, chúng ta mua về là chúng ta hỏng rồi, chết rồi. Những kỹ thuật cơ bản đấy thì tôi kính mong bà con có thể nghiên cứu kỹ. Nếu bà con muốn quan tâm đến những sản phẩm của chúng tôi thì có thể đến trực tiếp của Hợp tác xã Chăn nuôi và Nhân giống Bảo tồn Động vật Thái Nguyên, có địa chỉ tại 6 Bình Long, 6 Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.